Kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Vì hiện nay, việc phân loại chất thải rắn tại nguồn, không xả rác ra đường, kênh rạch, cải tạo lòng kênh đang được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai rộng rãi trong cộng đồng. Nhiều nơi, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và người dân địa phương đã mang lại các giá trị rất tích cực cho môi trường sống. Thưa quý vị, tôi đang đứng tại một khu vực thuộc kênh Rạch Lăng, phường 13, quận Bình Thạnh. Quý vị có thể thấy rằng nơi đây có rất nhiều lục bình, cây cỏ và rác thải. Khi trời mưa lớn thì thường xuất hiện tình trạng là ùn ứ, ngập úng. Và từ khi xuất hiện công trình khai thông dòng chảy kênh Rạch Lăng thuộc chiến dịch mùa hè xanh năm 2019 của các bạn sinh viên trường Đại học Văn Lang, tiến hành cải tạo mỹ quan lòng kênh, sau đó tiến hành gieo sen tại khu vực dưới kênh, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường xung quanh, làm cho người dân nơi đây vô cùng phấn khởi. Nó đỡ nhiều hơn là vừa rồi là làm thấy vậy là đỡ nhiều lắm rồi, thấy sạch ra. Em chuẩn bị phương án thực hiện là tụi em thiết kế cái phương hướng để tụi em làm. Thứ nhất là tụi em chia ra các đầu việc ở phần việc ở dưới lòng kênh, ở trên khu vực tập kết rác và cái phần việc cuối cùng là cái khu vực sơn vẽ ở trên bức bờ tường thành đó. Thì xác định công việc thì tụi em chia ra các bạn nắm chính của từng team và xây dựng kế hoạch thực hiện trong 3 ngày. Và cuối cùng là tụi em đã làm xong 1/3 cái phần kênh ở dưới. Mong muốn cho sinh viên hướng đến cộng đồng, hướng đến môi trường xã hội, góp sức chung tay với địa phương và thành phố làm đẹp cái môi trường. Cùng với việc ý thức tuyên truyền bảo vệ môi trường xung quanh thì trường Đại học Văn Lang còn xây dựng một bộ quy tắc ứng xử dành riêng cho sinh viên nhà trường. Với quy tắc này, với hình mẫu rất là vui nhộn và những câu nói cũng rất là dễ đi sâu vào lòng các bạn sinh viên, cho nên là các bạn sinh viên vô cùng thích thú và tuân thủ bộ quy tắc ứng xử này. Mỗi lần đến trường mà mình gặp được những cái bộ quy tắc ứng xử đó làm cho mình thấy phấn khích lắm. Bộ quy tắc ứng xử mà những xả rác, không vứt rác, tắt đèn thì nó giúp tiết kiệm một phần năng lượng nào đó. Những nguyên tắc đó thì em tuân thủ 100%. Sẽ từng bước đẩy lùi thói quen này, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp.